Hello mọi người đã quay trở lại nha. Chúc mọi người mới vui vẻ. Hôm nay anh em mình vô tình gặp nhau lại một bữa mọi người. Đây là con chó quen thuộc con Bu. Ok. Mình đang ở nhà thiếp mọi người. Nó đi quay từ thiện bữa giờ, hôm nay nó về quê một bữa, nó rủ mình làm ẩm thực. Sáng giờ anh em mình mua đồ chuẩn bị hết rồi. Lát nữa thằng thiếp nó đãi mình muốn ẩm thực thì mình biết. Ok, bây giờ thì trước tiên chờ đợi cái ẩm thực của thép, anh em mình làm một cái thí nghiệm nhỏ cũng như một cái mèo cho mọi người xem nha. Đây mình chuẩn bị nè. Ngồi đây bạn, cái này không phải để uống đâu. Cái này mình để mình làm thí nghiệm á. Giờ mình đố ba bạn luôn nha. Hồi đó giờ ba bạn có thấy cái cách nào mà lấy cái tờ tiền để lên đây nè, mình lấy cái lon mình chồng là rút tờ tiền ra nó không rớt cái lon đúng không? Thấy chưa? Thí nghiệm. Thấy chưa, ba bạn thấy chưa? Chứ anh đi em anh không được. Mọi người có thấy không? Bây giờ mình sẽ cùng với ba thằng bạn thử một cái màn thí nghiệm, đó là mình để tờ tiền lên trên cái nắp cái miệng lon này và mình sẽ úp cái này lại. Đó, úp để nửa tờ tiền thôi nha. Đó là thằng nào mà rút được cái tờ tiền ra mà cái lon trên nó không rớt xuống á. Tức là rút mà hai cái tay không được tay nào mà đụng tới cái lon hết nha. Rút chỉ nắm được tờ tiền rút thôi. Rút sao mà rút ra tờ tiền ra rồi là cái lon này nó không rớt xuống. Cái lon này nó vẫn nằm yên như gì. Thì thằng đó lấy tờ tiền nó luôn. What the hell? Tụi mà tiền tao bỏ ra mày, tụi mày dám không? Dám không? Mà quan trọng rút được hay không nha. Có tiền thì bỏ vô đi. Rồi bây giờ mình sẽ thí cái này là bao nhiêu? 100 ngàn. 100 ngàn đủ không? Đã. Ok, bên này một cái trò chơi cũng như là một cái màn thí nghiệm cho tất cả chúng ta cùng xem nha mọi người. Ok, bây giờ bắt đầu mình chỉ lấy tờ tiền ra, mà trước tiên mình sẽ cho mấy bạn mình thử trước rồi thôi, phiên mình thử xong nha. Ý là mày có mấy tờ này? Tao có mấy tờ kìa tao, nhưng mà tao bây giờ mày rút được một tờ mày lấy không à? À, ba thằng phải ba tờ chứ. Bây giờ tao chắc chắn luôn mấy thằng mày không có thằng sợ, ba thằng không có nào rút được hết rồi hết chứ. Mình chắc chắn luôn mọi người, ba thằng này mình biết chắc chắn là không có thể mà trong chiếc okay. Cao đó là một thằng rút được thôi. Ok. Bây giờ là tao bỏ tờ tiền lên nha. Bây giờ mình bỏ tờ tiền quay tới đây bạn, mình bỏ tờ tiền cho mọi người xem. Bây giờ bỏ là bỏ như thế này nè, mày đứng yên, mày đừng có rung chuyện, mày thấy 100 ngàn mày thèm hả mày? Nữa tao. Mình bỏ lên rồi mọi người. Để nửa vậy nha, đừng có cừ, tao rung, tao bối gối, tao rung. Bây giờ để lên nè mọi người. Để là phải để hai cái này dính nha, cho nên nó rất là nhạy, rút ra cái rớt luôn. Để nửa tiền gì nè. Đó. Mưa gió khó lắm. Mưa gió làm ăn khó khăn các bạn, YouTube dạo này khó khăn lắm làm ăn đó, mình tính. Đó. Thấy không? Mà thấy không? Do mình chơi chiêu. Không phải, cái này là một cái mẹo, nhưng mà tao rút được. Để bằng nhau một cái anh tao ơi. Tao để vậy, lát nữa mày để vậy tao rút vẫn được. Mày tin không? Không dùng tay nha, nay nè. Nát lại nào nữa nha. Nát lại nào nữa nha. Không dùng tay dùng cái lon. Nắm chỉ nắm tờ tiền rút ra thôi. Rút sao mà cái lon nó không rớt xuống là thằng đó lấy 100 ngàn. Bây giờ thì nó rút được, nó lấy là tiền luôn là tao còn tờ tao khác. Tao còn tờ đây. Mình lấy ra thôi mọi người. Đây, hai tờ nữa. Là đủ ba thằng luôn. Bây giờ nói chung là ba thằng mày, thằng nào nếu mà rút được là sẽ có 100 ngàn thôi, khỏi có không có tiền, thằng nào rút trước được cái này là thấy tao ngon rồi. Tao cắt hai tờ này vô túi mày rút trước đi. Tao làm chủ mà người ta rút sâu là chưa rút một bài hết ly. Bây giờ quay tới đây cho mình nó rút nè. Ok, giới thiệu cho mọi người luôn, đây là Bác Minh nha. Bác Minh với biệt danh là Minh Tàn. Ủa bây giờ nó rút cho mọi người rút các bạn. Ý là hồi nãy mình tưởng là nó có một tờ là mình rút được tờ này là coi như là kết thúc clip thôi các bạn. Kết thúc clip thì mình chuẩn bị ba tờ nha. Bây giờ cho rằng mình nó rút trước mọi người. Đây. Rút nha, rút sao mà không rút cái lon nha, lấy luôn á. Ui. Ê, nó nhảy lắm, đừng có lắc các bạn. Coi nha, coi nha. Đây là sao để lon méo gì thằng rớt. Phải cho nó bằng chứ, bằng cái miệng lon đàng hoàng chứ. Đây mình để lại cho nó mọi người. Để gì nó đó, nãy tao biết tao đụng cái bàn nó lắm. Mày đừng có đụng bàn nha. Rồi ok, rút đi. Đi mọi người, cho nó rút mọi người. Nhìn tỉnh nha. Nín thở nha. Nó biết đâu mấy thằng tay cùi nó rút. Nani. Một thằng thua rồi mọi người. Bây giờ tới ai, tới mày hay tới Huy. Thế là hồi nãy là thử làm lại không? Thôi thử gì hết đó là một nó thua rồi mọi người. Nhớ nha, nhắc lại lần nữa là không được dùng tay đụng tới cái lon. Cho gì nó quá tầm thường ấy. Chơi chơi sao? Mày rút không được là thua, là phải có hình phạt nào đó. Thua hả? Không, lát nữa mày làm ẩm thực đúng không? Lát nữa thằng nào mà rút thua thằng đó bây giờ là nấu ẩm thực hết luôn. Hình phạt là tao thua là tao uống hết cái lon này. Ủa sao hình phạt khôn vậy? À, bây giờ để hình phạt quan bơ nè, bây giờ mình chơi cái này cho mọi người chú ý là cái mẹo mọi người xem. Mình chấp sắp lại nha mọi người. Đây, hai cái này đến rồi. Tại vì giờ tới phi thằng thiết nó rút nha. Rất là khó nha mọi người. Đó, Bác Minh là thua rồi. Ok. Đừng lắc bạn. Rồi, cái tới viên thép rút mọi người. Ấy là không đụng tới lon rút không, sao không được. Hai tay không được đụng tới cái lon. Ấy là rút hai tay được không? Rút mấy tay không được mà chỉ cần đụng vào tiền mà rút ra thôi. Nói chung hai tay của mày không được đụng tới cái lon mà rút ra tờ tiền ra cái lon không rút. Lấy mày rút được không? Mày rút cái gì cũng được hết đó. Hai mày, tay mày đụng tới cái lon cũng được. Mày lắc nhẹ nhẹ. Đừng lắc bạn.
Ê, đừng lấy cái này, đừng lấy cái này. Làm gì có mày thở cho lẽ đi. Đừng có đụng cái lon hai đây, đừng đụng ơi. Ê, phen, mày lắc cái bàn đó, nó em ra chửi cái lon lại. Rồi, đút đi. Mình đừng có nóng mấy cái này. Đừng có đụng tới cái lon nha. Phải bình tĩnh, nhẹ nhẹ đấy. Đúng. Cái lon này theo hay hay. Cho nó làm, cho làm mọi người. Đúng rồi. Rút ra, mày rút ra. Mày rút ra mà cái lon nó không rớt ra, mày đúng hay. Xoay tròn. Mày xoay sao mà xoay, mình đừng đụng cái lon nha. Đừng đụng cái lon. Xoay nó đó. Đúng rồi, tao nhắc lại là mày không được đụng cái lon. Tim nó đang đập, xây nó đi theo. Để coi được. Thì đó, tao nói là đâu có chuyện dễ đâu. Dễ ăn 100 ngàn của tao đúng không? Khó lắm. Cho làm. Không có thanh niên nào mà ngồi đây các bạn rút tiền đó. Bây giờ mày cầm cho thằng giống vừa nó rút luôn, có thử rút được không? Đây, ta cầm cho. Rồi, đưa cho Minh, thằng Minh nó cầm mọi người. Bây giờ mình thử coi. Làm nha. Rút thử coi nó sao. Để đây. Khó cho ta, nhìn thấy là thấy khó rồi đó. Trời ơi, dễ ăn tiền của mình lắm các bạn. Buồn nó rút cái muốn xì luôn. Nhưng mà mình không rút được nó là phải rút được. Thì chứ sao? À, đúng rồi. Cuối nó không rút được, nó phải chịu hình phạt gì đó. Đây. Nó có bị cấn cái cục gì không? Rồi không. Quay. Đây nha. Mình rút. Chuẩn bị cho mày nó rút luôn. Nani? Rồi ba thằng nó không rút được mọi người, vậy thôi mình nha. Được. Bây giờ mình sắp lên. Ủa mình phải sắp cho nó nhá, đừng để nó sắp. Vậy tao sắp như vậy vậy, nhìn này không, tao lông không ăn gan hết rồi nè. À, hai này đúng đầu nhau đúng không? Sắp lên nè, đó. Đúng rồi, đúng chưa? Giờ ok. Thấy chưa? Đúng rồi đó. Rồi bây giờ là mình sẽ giải thích cho mọi người biết cái mẹo mà mình rút tờ tiền ra. Mà hai cái tay không đụng tới cái lon. Hai tay mình rút tờ tiền ra mà hai tay mình không được đụng tới cái lon, mà rút ra xong cái lon nó vẫn đứng yên này, nó không rớt xuống. Bây giờ mình chỉ giải thích cho mọi người xem cái mẹo này nha. Để ok, mình coi kỹ thử thằng. Bây giờ là mình sẽ giải thích cho mọi người cái mẹo cách nào mà rút cái tờ tiền ra mà hai cái tay mình không đụng tới cái lon, mà rút xong tờ tiền cái lon vẫn đứng yên nha. Mấy bạn chứng kiến đó nha. Rút này. Đếm mà 1 2 này 3 này, bắt đầu đây. Nani? Mày nhớ đâu lên đây? Nhớ lên! Để lại! Đó, để lại! Để cho đứng! Để coi! Để nó không đứng ta? Để này quen lại! Từ từ vậy! Nhả lại! Không đứng này! Để từ từ vậy! Nhả lại! Xây tròn lại! Xây đứng này được rồi! Rồi, thấy chưa? Nani? Bây giờ là mấy bạn có thấy mình lấy tiền rồi được mà hai tay mình không đụng tới cái lon, mà cái lon vẫn đứng yên không? Gì là gì á hả? Làm sao? Bây giờ mình nói thiệt với mọi người này, không có cái cách nào mà trồng cái lon gì mà rút một tiền nữa đâu, rớt hết trơn á. Không có cách nào đó. Chỉ có cái cách như vậy này. Mình trồng gì này. Đó, mình để là tiền gì nha. Mình rút ra cái nó không rớt nè. Mọi người coi này, rút không rút gì nó không rớt nha. Đây mình để vô sâu luôn. Đây như này, rút không lớn nè. Mấy bạn coi nè. Rớt này cái quê đó. Không, chỉ có cách gì không rớt. Còn cái cách như gì là mình trồng hai cái khớp này nó dính với nhau nè. Với lại mình để nửa tờ tiền nè. Cái lon nó lúc lắc nè. Đó, như vậy nè, mình rút nhanh ra cỡ nào nó không bao giờ nó đứng được. Mình rút nhanh khai lúc chậm mình không bao giờ đứng được. Đó là một cái mẹo mọi người. Rút thử coi bạn. Không có đứng được. Không có bao giờ rút ra mà đứng được. Tại mình trồng rất khó, chỉ có cách như thế này thôi đó. Mọi người đã thấy cái mẹo mà trồng hai lon lại mà rút tiền nó không cần đụng tay mà rút. Lon quá không làm nó quẩn khùng như xưa. Ok. Bây giờ mình giải trí cho mọi người đâu có làm cái mẹo nha. Ok. Quá, con nhỏ mình cũng hy vọng là lâu gầm kha đồ nó bớt khùng bớt. Yên tâm đi, tao thi đấu thôi cũng vậy rồi. Là có chuyện cái lon. Cái này là có chuyện cái lon thôi mọi người. Ok, bây giờ thì mấy anh em mình đã hoàn thành một video, nó cũng hơi xàm xíu nhưng mà cũng vui cho mọi người xem thôi. Cảm ơn mọi người đã bỏ xíu gì nữa. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đây để cùng mình tham gia theo dõi video của Kate Vui nha. Và ngày mới mình chúc mọi người vui vẻ trong cuộc sống. Chưa hiểu. Bây giờ anh em mình xin dừng tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bây giờ đây. Bye bye mọi người các bạn. Bye bye.